Ok, bạn đầu tiên nè. Từ từ cái đĩa này nha. Ai mà sau này muốn order cái đĩa này đó còn hơn đĩa Thí Nga đó 50 bộ. Trời ơi, rồi 50 bộ. Ok, quà đầu tiên cho người nhỏ nhất mới ra nè. À, nè. Đó, ngồi ngồi đó để ẩm nó lại cái máy của mày tao để tôi quay cho nó lại chứ cái nhà ghế rồi. Rồi anh Long action đi anh Long. Dạ. Long action đi Long ơi. Bỏ nó hơn cái đầu nó. Dạ nó ngủ nè. Đi lại lấy quạt của cô ba cho con. Ba cho con kìa. Rồi cái này mẹ mẹ mở giùm cho con này. Nè, này là quà cho Peter nha. Có thể mở liền luôn, mở liền đi. Mở liền đi. Mở liền đi. Có cho mở liền có thể dùng liền thì dùng luôn mà không dùng được thì em cho reset để trời cho reset ngang. Đi đừng quên reset là phải. Nè. Nè cho dùng liền cho em bé nằm luôn nè. Hay quá rồi lấy cho cô ba mở ra. Mở ra. Qua đi phải mở ra chứ không phải để gì đâu. Anh Danh. Em bớt mũi anh Danh giờ nha Danh. Anh đừng làm em để ý anh quá rồi nha. Hình như bữa giờ em hơi để ý anh hơi nhiều rồi nha nha. Cho em bé nằm. Em bé nằm thì phải để xuống chai liền. Phải không? Để lưng chai liền. Để lưng chai liền chứ. Không. Coi nè. Nãy buông dặn rồi mà. Rồi quá đẹp rồi. Bỏ xuống rồi. Bỏ xuống cho em nằm. Rồi để đây. Bỏ xuống cho em nằm liền. Đó, nói phải chơi để đây. Cái nó gối. Bỏ nằm ngang ngang kia kia nằm nhầm nằm để cái đầu để cho mẹ đó thế để hai cùng qua qua con được rồi được không anh để sao cái đầu nó chú khác cái đầu nó ê nô nô cái đầu vào đây lại phận nô 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 rồi rồi thằng tay nó thịt cái đầu đi đây đi nè đừng có cãi má đây nè đây nè để cái đầu vô đây đừng có cãi má ừ đó làm sao mà không phải má rành lắm đó để vô cái đít nó cao dữ vậy cái đít nó giờ đang cao vậy bị gì thằng tay nó đang để rồi bỏ lại cho con là để cái gối dưới luôn đó rồi 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 ngủ không được mày thấy cái hình không nè dòm cái hình nè khỏi cần mà đúng, không phải. Đừng có cãi mong mẹ mà con đứt mở quà liền cho mấy dùng luôn á tiếp tục rồi tiếp tục không có ai cái chân nó gì cao vậy nè tại tại cái quần với mấy chân nè mà đừng đừng làm gì kỳ xấu cháu em không chịu đừng chị chút nhắm mắt không không mà gì kỳ cục vậy giờ nhắm mắt là lấy đại này nha tới thời phòng Santa Claus nè mở quà chụp hình anh Long chụp hình anh chụp hình rồi anh Long mặc vô liền chơi liền phải bắt một gì hết á quá đẹp cái này Santa Claus thiên vị Santa Claus rồi mặc vô liền anh Long phải mặc đưa cho anh Long mặc vô bác được từ từ tới bên quà bác là bác phải mặc đó nha để mẹ rồi nghe tâm chi kinh rồi cái này là thank you rồi trước cái khác anh thầy không đây mặc áo cho gái để cho Long mặc chứ bỏ cái áo ra chụp hình đi chứ cái gì mình không làm gì đâu có được mặc vô ồ của cô Ngọc từ Santa Claus cô Ngọc đâu lên đây nhận quà chớp hình rồi vỗ tay chứ rồi mọi người mở quà mở liền có gì mặc phải nói vài câu chứ. Không xong chịu vô, không có hả? Hả? Wow. Quá trời hàng, quá chiến rồi. Ok ok. Quá đại nha. Quá đại. Quá đại. Quá đại. Tới tài và trăm nhận hàng tới liền cái gì tài 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 nói là con Santa con đưa áo xanh long nhận tài giờ cái kiểu có quà là biết rồi quà chưa nhận thấy tay áo mà thấy tay áo luôn rồi tay áo trong ra liền nói đại chứ cái gì có quà là nó mới chơi liền nghe em giúp cho anh nên cái giam á nó cái cục xuống rồi kìa để em giúp cho ủa áo thôi hả áo hả ok sorry sorry tự vay vừa ngu chứ wow quá đẹp anh đi hôm qua anh đi đẹp chưa tài trăm nè chơi liền đúng không đó chơi kiểu mình xếp rạc rạc đó con bé đó cái này của ông Peter chứ sao tài trăm tài trăm thì lên chung luôn luôn em á em mặt em á ấm liền. Bác. Bác gái nhận quà. Bác gái của ngài gì con. Con Santa. Santa, Santa, Santa có cái đầu nó đầu cái đen nè. Mở quà. Chết rồi. Victoria Zip này hai mảnh. Quên mua cái mảnh trên thôi à. Chết nha, còn mảnh dưới nào đem đâu. Kỳ quá. Chết cha rồi, chết cha. Mình đừng có sợ ru quá. Máy nó đi mẹ đây. Máy nó đi mẹ đây.
đâu nữa đây. Nữa đây vậy bò rồi mày thấy tao màu hồng rồi mình. Rồi biết mà cà phê rồi chưa nói. Chị là hôm nay không mặc đồ là ủ vậy? Mẹ tao lấy ra cho coi chứ. Cái này phải tới kiểm tra hàng ghê hết. Mẹ tao bỏ đi ship cho đậu hơn quá là ship vô không? Hàng thế, chất lượng cao. Trời ơi, hàng hiệu chất lượng cao. Vậy là khỏi đêm, mỗi tất phê ra. Rồi, cảm ơn chú Danh rất là nhiều. Không phải là Santa Claus mà, không phải chú Danh đâu. Rồi, của ai đây? Anh Danh á. Rồi anh Danh mà để qua đây. Bỏ vô lại chung vậy, bỏ vô. Mấy cái hàng mà Victoria siêu kìa em để chung nha. Chết mẹ này. Rồi, cảm ơn chị Trúc nha. JC Penney nữa hả? JC Penney nữa. Sell half price. Rồi, làm MC vui quá. Rồi, đang lên MC lớn hơn MC. Thầy người đó của đó mặc như đó. Trời ơi, con Lộc đứng dậy con nói hàng đặc biệt nên cô phải mặc đó nha. Phải mặc nha. Cho mình nha, cái này là phòng phòng chi nè, bắt buộc là phải mặc đó nha. Rồi, mặc liền cô. Tháo. Mỗi người đang chờ nha cô. Bình tĩnh nha cô. Santa là người đang chờ nhất. Trời ơi, sao khó vậy? Santa đưa dao đưa kéo đi lên cho lẹ coi em nó hàng đặc biệt. Santa phụ. Đó cô nói là phải mày đó nha. Rồi, vô lên. Anh làm gì đâu mà hai bảy đó, nhà rồi
chụp, phải mặc nó nha. Mặc là được chụp liền nha. Đương nhiên rồi, sao tao mở được chi? Để hãy bình tĩnh, tự tin, từ từ cũng mở tới cho. Đó, chết rồi, hai mảnh rồi. Mềm dễ sợ không? Mềm tốt quá, im rồi. Ôi, ông kia ra chồng. Ôi, ông kia ra chồng liền. Chồng liền, chơi liền. Còn cái trong đây nữa. Kìa, áo kia, trồng áo này. Hay người nào không mặc là ngày mai phải dẫn đi ăn nha. Đó, à, người nào không mặc là ngày mai phải dẫn đi ăn nha vào nha. Đâu ra, cậu ép kia đi. Chơi luôn. Chơi luôn, cô Ngọc làm gì không được, mặc liền. Không có chuyện gì, chơi chơi. Ai chị không cậu ép kia đi. Quá vàng. Quá đẹp. Trời ơi, vừa mới chụp hình. Không khí nó em dễ sợ. Anh Nam chị Nam tặng đó. Giờ tôi một cái nữa nè. Thành thật cảm ơn anh chị. Yêu rồi, nãy giờ bà bầu có ít nè, cho bà bầu nè. Wow. Chớp hết hàng bà bầu, ở tay mở dùm hàng bà bầu nè. Cái này anh Năm chị Năm. Rồi cái máy nãy ai cho bác, phải có nói tên đàng hoàng, phải chịu. Xem tờ đó. Xem tờ cho. Rồi. Rồi cái này cái gì coi coi. Cái này bể bầu rồi. Bể bầu rồi cũng phải chân. Ở lộn. Rồi. Cái này cho bà bầu, chết lộn. Này bị cho bà bầu nhưng mà thấy anh là cầm nhiều nhất là được thả đồng tả nè, có đồ bỏ tệ, có đồ mà cho em bé ai tả đó nè, cái rồi. Gì đi đâu á, thấy không, có thêm 2-3 miếng mà đi vòng vòng có thể mà bỏ đồ vô nè, cái này là qua đồ thứ là khỏi bị ướt nữa nè. Rồi cái này quá tốt. Em đưa cái này ra là anh thấy tương lai của anh nằm trong đây hết rồi. Rồi em xin đây. Rồi, MC tiếp tục MC. MC là phải đọc, ai có gì trong đó là phải đọc. Xin chịu cỏ kia nó coi nó đẹp không? Không đẹp chữ. Ok. Nè, của con Ngọc tặng cho hai bác nè. Sức khỏe mày ạ, chết cha, bác gì ghê vậy mày. Trời ơi, con nói là chơi hàng, còn là chơi hàng độc không có hàng này thôi. Xin lỗi, thầy ăn xe quá, nó hơi rách chút. Chết cha rồi, này của con Ngọc không? Mở ra liền. Không biết vui gì. Mở ra liền, mình đánh mẹ của trình tao gì thế mày. Từ từ cho nó cái hàng này có bộ hơi độc à. Mở ra, mở liền. Hàng này hơi độc á, anh chị. Mở liền, cái hàng này hơi chậm rãi. Đây nè, nhìn mấy hình, để không? Chuyện nhiều mới hết da rồi. Ừ. Sao coi tao luôn. Vừa chiên vừa làm đủ hết á. Mới hết da rồi. Năm năm đi vào đi vào. Rồi MC là phải nằm, người MC là phải nằm. Cha, cái gì phải nặng nặng. Người nặng ơi, đai mình. Đai mình, đai mình. Cha đai mình có bộ hơi lớn chết cha là biết rồi. Tôi biết rồi. Từ 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 đi sau. Không có được thấy ra tao coi. Trời ơi. Coi hàng thiệt hàng giả. Có được xếp không? Có được xếp không? Tôi thiếu phụ tùng ghê không ha. Con lòng ơi, con lòng. Chơi nhiều cá khổ chi dễ sợ. Trời ơi. Lên here. Rồi. Everything in here honey. Còn gói này có gì đây? Đây mình cho mày phải không? Ngửa bột ngọt. Rồi. Cảm ơn cô Ngọc. Trong ngày nó end. Ok. Nhận hàng. Giáng sinh nhận hàng. Đứng đi. Rồi đây là một cái nồi để làm bếp cho mọi người đều dùng. Để mọi người quen kia. Rồi để mọi người. Để sau đây nè mày cho nó rớt. Để phía sau đây. Ngày mai có món mới. Rồi có món mới cũng được nữa. Ok. Rồi anh Năm. Anh Tài. Anh Hai tặng cho anh Năm. Thấy nồi. Anh Hai là ai vậy? Anh Hai đó. Chơi sao mà chúng em chơi rồi món khác rồi rồi kim chi món khác rồi chớp hình vỗ tay từ sen tè mở quà rồi nói sao hà mở quà nói sao quả 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 thơm tho giữ chồng thêm lâu lâu tới phải thank you Santa chứ. Rồi, phải thank you. Rồi, nó rồi. Chưa có nghe, phải quay vô nói rõ ràng.
Rồi ok ngon. Hàng của má đây kia. Bẩn liền. Con má bẩn liền. Chơi liền. Từ 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 ai cứ coi với Kim Chi đọc xong rồi từ từ tay ấy. Rồi 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 được rồi được rồi đứng 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 đó con lại đừng có con lại đây. Quê men. Cái đó là gì vậy? Bluetooth này giữ mai chỉ xài. Chào lúc này là mai sáng dưới chân. Bác gái nhận hàng. Trời ơi, hàng này nhỏ dễ sợ. Em biết là tay mảnh này là một mảnh trong đây. Hàng này của ai? Sai liền nha. Trời ơi. Tay sai liền nha. Mặt tiền nha. Không, cái đó là phụ tùng á. Phụ tùng, phụ tùng. Gia vị phải không? Không phải vậy. Phụ tùng của cái máy kia. Phụ tùng của máy kia. Trời ơi, chậm rễ quá. Trời ơi, ok phụ tùng. Rồi, xin cho 100 pháo chân đi. Làm liền á, làm liền á. Làm tốt chút nữa. Để làm video, để làm video. Thank you. Hai triệu là tay hết trơn nghe anh. Tại vì năm mới thì... Mua mấy cái đồ mà tiêu làm băm băm. Ừ, lái xe cơ. Cái này không biết nên mở không ta? Không phải mở hết chứ không phải nên mở nhưng mà nó hơi hơi ấy. Không cái lễ này là phải mở hết. Cái này là phải mở thôi con Ngọc ơi, cái lễ này là phải mở. Cái quà này nó hơi 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 không có hơi gì trơn, không có háo gì trơn á, mở luôn chân á. Ok chân con Ngọc anh Tài mở luôn Tài. Nhưng mà quà này là không phải gì Ngọc đưa trong kia tay cái áo nó đẹp không. Thì đó, cô thấy đi xe chụp hình cô. Chủ yếu bao thư còn cái đó mua lại cho xài xài liền á, không phải dơ ra. Hàng được, hàng được anh Tài. Không phải dơ bao nhiêu phải để ra cho quay mấy tờ. Hai tờ không lo phải nói rõ ràng chứ. Ủa hôm qua anh nói để vô 5 tờ tại sao mất 2 tờ rồi hả anh? Ok thôi từ từ đi, từ từ đi, bỏ hàng cái xong lại nhận. Thấy chưa cô Ngọc? Rồi. Ngọc đâu con Ngọc? Hàng này cho chăm và bầu sôi dưỡng lại sức. Của ai? Của ai? Của chị. Của chị. Của em. Chứ sao nói của chị được? Nói của chị. À, của chị. Của chị. Của chị. Cái hàng này sao giống như đụng hàng à? Cảm ơn em. Cái hàng này không có trời trời thấy thiếu gì. Cái này sau thằng Kiếp Bình hoàng hoàng Victor Sheep on sale. Rồi lấy ra, rồi được rồi. Có giỏ là để bỏ tẻ cho mẹ. Đó, rồi. Kia rồi. Ồ đúng rồi, có cái này nữa đó, có cái đồ nhê miếng nó khỏi bị ấy đó. Rồi. Đấy đi chen tiếp tục đi. Lên để dành để bỏ cái nào ra lá dồn mất thì dồn đóng thì mai mốt phải dồn. Giờ dồn đóng sang năm đi tặng tiếp. Con để hàng ven cái hàng Victoria's Secret con để vàng bên trong đó có một cái không có gái nữa. Rồi rồi, nói thi nghe mày. Mời này cho nè. Bác trai bác gái nè, Từ Chi nè. Trời ơi, Từ Chi này của Trân hả? Còn kia của ai? Của Chi nè. Của Chi tới của Thân á. Từ Chi mở quà bác thay mặt gia chủ cảm ơn cháu Chi, con của anh Thui và trai và cậu Thui trai. Trời ơi, mua cái áo vô thích đi dữ hả? Trời ơi, chơi liền à. Sao mà đi đâu vậy? Đi đâu vậy cô Ngọc? Qua đây quay một vòng nữa chị Ngọc ơi. Qua đây quay một vòng hãy vô. Trời ơi cái này là thức gà tới rồi gà lui. Đúng hàng không? Đúng ý không? Đúng ý không? Mơ ước bữa giờ đúng không? Để thức gà. Đi bóp bột nhiều về cái gà. Để thức gà cho anh
xã nhà tôi với nghe là anh tính á. Thôi đừng rồi, đâu cần mở ra được rồi, được rồi. Rồi, rồi. Để đổ nữa, dùng rồi. Rồi, để đó. Rồi, còn gì nữa không? Uống nào nữa, tao lấy. Chị là hai chị em mình người cà cái. Còn con nữa trong kia, Kim Chi. Còn trong kia. Còn nữa phải lấy. Á, à, chà. Chết rồi. Nhiều quá quá. Thì có bóc quà vô trong cho nên lớn nên tài tài hoài gì lớn thế. Còn con Ngọc chứ tài, mặc được con. Được nhưng mà rồi, con mặc cái thanh thấm ở trong á. À. Rồi, khui. Khui, chuẩn bị em xin. Khui, đây. Rồi, khui đi, vừa lửa đâu. Rồi, mỏng. Trời, chủ yếu là con chấp gì đó, con chấp hay với con nước. Rồi, ở đây đồng hàng với thằng của anh Danh rồi. Đó, cái đồng hàng rồi, sao hai người rủ nhau không mừng là gì gọi lại gì qua này cái gì gì cùng ý gì nói câu gì qua này là tâm đầu ý hợp gì tâm đầu ý hợp đúng không anh đâu tâm quan và gia nhân chứ không có đụng đâu gói cái này làm sao mà phải giữ giấy nên năm sau mình gói tiếp đây không phải mở ra tay cho mới vui mấy gì nấu gì là mở mở trời nhìn. Thấy được rồi thấy rồi mở ra xếp cho mở ra tay thêm kêu con Ngọc trời ơi hàng của xe xe giờ chuyên mới dám mở đọc bài đọc quê vậy chi sợ hàng đồng của xe xe vô dám làm liền nha à, làm liền nha à. Mở mà rung nè, mở mà rung nè. Nhị nhị đó coi nó có thằng gì đây nè. Thằng lớn nhẹ nhẹ xíu nè. Không dám mở mặt. Kim Chi mở lẹ còn thằng này. Hết phim rồi. Thôi 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 hết băng điện. Rồi, ok. Võ sắc gì vậy? Tiếng chưa anh Danh? Như anh đi shop có một chỗ hay anh nhỉ? Anh Danh nhớ lại cái receipt. Nhớ có receipt nha. Gần hết vô chi nhỉ? Ủa chứ nó có ai mà không chịu đọc tên? À phải có tên chi. Của chi. Của chi mà. Từ Santa. Santa này. Santa chẳng chi. Đặc biệt quá. Đẹp hoang chi đẹp rồi. Trả lên. Ok ok hàng. Hàng này của ai đấy? Cái hàng hàng của anh Tài tặng cho bà xã Yêu Dấu nè. Có còn mở được không? Phải. Này 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 cho mở cho em mở không em? Mở không mở đi. Chi mở chứ. Chi mở thêm. Em qua chơi qua đây luôn nè. Hàng này có còn phải mặc nha. Rồi mặc luôn chơi luôn không sao. Ở đây cái gì đều phải mặc nha, thử hàng luôn á. Trời ơi làm gì mà chơi dây thép chứ kiểu gì tí. Sợ hàng hàng đặc biệt mà sợ mất công à. Tại vì hàng độc quyền con, thành ra phải làm kỹ biết không? Ừ, vậy. Dây chì, dây gì mà coi thầy con nói gì với nó sợ nó bung có còn nước mà bung gì nữa cái gì mà dữ vậy ông xã tặng bà xã phải nói lên xin Victoria's Secret rồi chăng rồi Chanel chăng Chanel